Hello, em chào các bác nhé. Hôm nay thì em gửi đi một men nắp Rupen D Series 80.4 la kè nha các bác. Em men này thì phải nói là rất đẹp nha, rất đẹp. Đây, em quay cho các bác cùng ngắm và quay để bác chủ nhân con bên này xem nhé, cùng ngắm nhé. Cái mặt này là do em để những con men chồng lên nhau á, thì em lấy cái thảm này này, đây cái thảm này em đặt lên thì nó có cái vết ở đây rồi, nó có vết ở đó nhá. Đây mặt trước này, không khác gì mới tinh nha các bác. Đây là mặt mặt dưới nha, em tháo luôn cho anh em xem. Nô này em mua phải nói là quá tuyệt vời luôn. Đây các bác nhìn cái bên trong này. Đấy. Còn rất mới nha. Chơi tới con men này thì theo em là nó là một cái đích, một cái đích gần như là cuối cùng rồi, không còn mong muốn gì thêm. Các bác muốn chơi với bất cứ dòng loa nào đều được nhá. Trong này đã có sẵn preset, anh em muốn lên Adamson, lên LA, TVK hay Nixle, con men này nó đều đảm nhiệm được hết nha các bác. Với cấu hình 4 kênh 1500W trên một kênh 4 ohm và 2000W trên một kênh 8 ohm, nó có thể kéo được gần như tất cả những cái hệ thống loa karaoke gia đình nha các bác. Sử dụng về công suất của 20K44, công suất lên đến 5000W trên một kênh 2 ohm và 4000W trên một kênh 4 ohm. Nó sẽ tự sang công suất cho nhau nha các bác. Và con này thì có thể gộp kênh được nha các bác nhé. Đấy, thì em quay sơ sơ như này thôi. Con bên này hiện tại bên em đang bán với giá là 105 triệu nhé. Hết lô hàng này thì có thể nó sẽ tăng giá nha các bác. Hiện tại em chỉ còn 3 chiếc nữa thôi. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ 0962 229 226. Cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video clip tiếp theo.